Hello, các bạn chúng ta tiếp tục chơi game Scary thì chưa? Rồi, đây sẽ là một màn cực kỳ hấp dẫn. Open that fridge again, idiot! And I'm going to turn you into an ice sculpture! Ồ, tủ lạnh lúc này bà ấy đã khóa lại. Trong đó chắc chắn là sẽ có những cái món gì rồi. Chúng ta sẽ đi lấy một số đồ vật. Kìm mình rất to này. Thêm cái này là gì đây? Một cái móc treo luôn. Chụp lại treo đây, cắt khóa này. Run thôi, đây là thành công rồi đấy. Cần gì vì đây là bài giác rồi. Đây cái hình vận chụp này. À còn cái game với ông già này nữa, mấy không biết vứt đâu. Bị khựng mà một ít rồi. Trời, phá game. Có cái khói gì mà nó phủ quanh gỗ pin này.
đấu điện này. Chúng ta chơi Dutch Retro. Nhưng này có hệ thống bắn bom các kiểu này. Nhà này rất là chật, đi vướng. Xin cái đĩa này. Chơi Slenderina School. Về mà vậy. Chẳng là con ma ghi phết ấy. Ô mẹ ơi. Ô vừa thấy nó ở đây rồi. Thank you.
chậm quá ta. Cái này không mở được. Ôi vẫn còn, ôi giời. Next part in back room. Player one, choose. Headshot. Bullseye. Nhân vật này là kinh khủng, vũ khí nó cứ bay lung tung, nó sát thương cao lắm. Brutality. Epic win. Toilet. Vũ khí của mình ăn lốc hết rồi. Đầu vuông với đầu tròn đánh nhau, đầu vuông. Nghe mạnh thế. Tiếp tục chơi Toilet Monster. Đầu Toilet, con đầu Toilet. Game này trước mới là dưới dạng chu đoàn tàu ấy, bây giờ lại sửa thành đầu Toilet.
là đồ tôi đang robot. Đi. Đồ tôi đã bắn đi rồi. Ôi ôi anh đã tìm được rồi. Ghê gớm thiệt đấy. Vẫn mấy con bỏ mộng này. Đã hết game rồi. Chúng ta sẽ vào Sirenhead Granny. Ok. Let's see. No. Đuổi kìa. Quay áp vào căn này. Ôi tối. Poppy playtime. Kiếp núi đại. Rồi, hệ thống đã được mở. Instead,
we make a game out of it. The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your mất cánh tay của mình rồi. While you're still alive. Xấu nhỉ. Chơi mà Meet the Meet. Spider Granny. Game này nhìn rất là đẹp. Ok, vào game rồi. Quá. À, đây có một cái móc. Khó khăn quá ta. Có súng. Đem ba có súng kìa.
padlock kayak gini. Oh, khí mới có được. Tối chê. Đây là cái tủ. Súng này. Đây cái gì đây? Wow, leo lên mái nhà rồi.